quý vị và các bạn, theo thông tư 46 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông vừa ban hành, học sinh lớp 10 sẽ được học về an ninh mạng. Thông thường, hai học sinh này dành ít nhất từ 1,5 đến 2 tiếng mỗi ngày để sử dụng mạng Internet với nhiều mục đích khác nhau, từ học tập, giải trí hay tham gia mạng xã hội. Học sinh ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận với mạng Internet, như là khi các em được cho phép sử dụng mạng để tìm kiếm tài liệu, học trực tuyến, nhưng không phải ai cũng có kiến thức về sử dụng mạng an toàn. Nhiều học sinh cho biết bản thân đã từng vi phạm luật an ninh mạng. Em đã từng vi phạm rồi ạ. Trước đây thì em đã hay đăng tải những bài dìm của các bạn. Đến lúc đó thì em nghĩ là đùa vui, nhưng mà khi chưa được sự cho phép của bạn thì đó lại là một lỗi. Và em đã bình luận và chia sẻ một số những cái thông tin không chính xác. Lúc đầu em gần như em không biết về an ninh mạng như thế nào. Em thấy cái gì ở trên mạng hay thì em sẽ chia sẻ. Mạng ảo nhưng hậu quả là thật. Đã có nhiều học sinh vì thiếu hiểu biết khi sử dụng mạng đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nổi bật như các học sinh tỉnh Lâm Đồng có liên quan đến vụ việc sửa văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh và đăng tải lên mạng xã hội. Hay mới đây, nhóm học sinh trường trung học cơ sở Sen Phương Hà Nội tụ tập đánh nhau bởi những tin nhắn trên mạng xã hội. Theo thông tư 46 về chương trình môn giáo dục quốc phòng có hiệu lực từ ngày 11 tháng 1 năm 2021, học sinh từ lớp 10 sẽ được học về an ninh mạng. Dù đã có hiệu lực được 2 tháng, nhưng theo các trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể, nên việc dạy luật an ninh mạng được lồng ghép trong các môn học như tin, giáo dục công dân, ngoại khóa, sinh hoạt lớp. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2020, khi học sinh chính thức được sử dụng điện thoại trong các giờ học, nhà trường cũng càng quán triệt nghiêm hơn việc sử dụng mạng an toàn, định kỳ mời cán bộ phổ biến pháp luật và cũng sẽ yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ký cam kết sử dụng mạng an toàn. Trong bối cảnh học sinh ngày càng có nhiều cơ hội tiếp xúc sử dụng mạng Internet, việc dạy luật an ninh mạng sẽ góp phần giúp các em trang bị kiến thức, tự bảo vệ bản thân trước những thông tin xấu độc.